Trò này sẽ vui lắm cho mà xem. Phải thật khẽ khàng nhé. Ốc, ốc, ốc. Hả? Ốc sao? Ốc. Là tớ thôi mà, cậu sợ xanh mặt luôn kìa. Halloween vui vẻ nhá. Phù thủy xinh đẹp tới đây. Xin mời vào. Yes. Nếu anh để tôi vào, tôi hứa sẽ ngoan ạ. Mời cô vào. Trời độ anh. Đêm nay sẽ vui lắm đây. Wow, gì thế này? Một quả dâu tây đáng sợ à? Không, cô không được vào nhá. Chẳng công bằng tí nào. Giữ chắc, coi chừng. Cô có sao không? Thôi xong đời, ông chủ sẽ điên lên mất. Xin lỗi anh, để tôi giúp. Ái chà, chỗ đinh này có thể sẽ hữu ích đấy. Cho tôi mấy cái này nhé. Ok. Trước tiên là dùng sơn cho da mặt. Rồi, dán khăn giấy lên đó. Sau đó lại phủ sơn cho da mặt nhé. Cẩn thận, cắt một đường ở giữa môi. Dùng sơn màu đen để tô lên môi của bạn. Hóa trang đáng sợ mà thiếu máu thì chán như con rán. Rồi, nhẹ nhàng đâm cái đinh qua khăn giấy. Và... hóa trang đơn giản mà rùng rợn nè. Đã đến giờ vào club quẩy rồi. Giờ tôi có thể vào được chưa? Này, tôi đã bảo thế nào? Trái cây thì ra chợ nhá. Ờ, vậy còn... thế này. Mẹ ơi. Chắc mình vào được rồi nhở. Kẹo ngon ghê. Ý, mình vẫn chưa đến nhà này. Cho kẹo hay bị kẹo? Halloween đúng là trẻ con. Rồi rồi, của bé đây. Ăn vậy mới khỏe được. Cà rốt đó. Chị phải cho em kẹo chứ. Hoặc sô-cô-la, cái gì mà ngon ngon ấy. Thế này này, ai thèm rau củ? Cải thảo à? Bực bội. Tha hồ mà dọn dẹp nhé bà cô. Gì mà ồn ào quá vậy ta? Sân của tôi. Mình có cách dạy cho nhóc trẻ trâu một bài học rồi. Trước tiên, mình cần băng dính y tế. Dán kín lên mặt bạn nha. Nhớ chừa hai con mắt ra đấy. Dán băng dính vào bìa cứng rồi đặt lên mắt. Dán thêm mấy miếng lên trán và môi nữa. Nhớ chừa một khe ở miệng nha. Rồi dùng sơn phủ kín lên. Lấy sơn màu đen để tô lên mắt và miệng. Trang trí thêm một chút nữa và... bù nhìn đáng sợ đây. Ủa, từ từ. Có kẹo kìa. Kẹo dài dài thơm ngon ơi. Ủa. Kệ. Thêm vài thanh nữa. Đủ rồi. Cho kẹo hay bị kẹo? Quên kẹo này nhóc con.
Trời, cái này thư giãn quá đi. Bí ngô nhỏ dễ thương. Cái gì vậy? Chắc không có gì đâu. Ủa? Alo? Ai đây? Chào bé. Bị dọa kìa, nhìn cậu hài lắm luôn. Thôi đi nhé. Mình cần một cục đất sét. Nặn vào xung quanh ngón tay này. Dùng sơn màu da người lên để tán cho đều. Cẩn thận cắt một đường trên đất sét nữa. Nhỏ chút máu giả lên cho ghê. Ngón tay đẫm máu khủng khiếp đây. Y như thật. Đến lúc tập thể dục rồi. Đơn giản như đan rổ luôn. Mà phải coi chừng quái vật mới được. 1001, 1002. À, gãy ngón tay rồi. À, ngón tay cậu. Ừ, tớ đau quá. Cứu tớ với. Đừng hoảng sợ nhá, tớ biết sơ cứu đấy. Ok, có tớ đây rồi. Cái gì? Dạ mà, lừa cậu thôi. Thế là hòa nhá. Chẳng vui tí nào. Đồ uống với bim bim khoai tây đủ rồi. Phải để cái này ở chỗ khác thôi. Để đâu được ta? Đúng rồi. Mình sẽ treo chú ma ở đây. Nhện lông lá trên tường nữa nè. Xong rồi, mở tiệc nào. Toilet chưa đáng sợ lắm. Phải làm cho nó rùng rợn hơn mới được. Phew. Xong. Oh, chào mọi người. Cảm ơn vì đã đến nha. Tớ uống coca nhanh quá. Phải đi toilet đã. Phòng vệ sinh gớm phết đấy. Giải quyết nỗi buồn nhanh nào. Là gì vậy? À! Thôi xong, quần jean và giày của mình ướt hết rồi. Làm sao bây giờ? Chán, chắc phải đi thay đồ mới rồi. Cháy dã man. Trời đất, cậu mặc cái gì thế kia? Lẽ ra tớ nên cạo lông chân trước khi dự tiệc. Hey, tớ thích bài này lắm. Quẩy lên nào. Bùm bùm, chết nè. Halloween vui vẻ nhé con yêu. Còn giúp mẹ trang trí được không? Oh, vâng mẹ ơi, con làm ngay ạ. Ok, bộ xương đáng sợ, lên đây đi. Mẹ ơi, mạng nhện tấn công con này. Giấy vệ sinh kinh hãi. Yeah. Một khuôn mặt ghê rợn trên bóng bay. Cẩn thận, ui da. Mẹ đỡ được rồi, bé có sao không? Con xong rồi mẹ ơi. Ta-da. Ôi, cảm ơn bé yêu, chơi với robot đi này. Mình biết phải làm gì với quả này rồi. Gọt vỏ dưa hấu ra như thế này. Cẩn thận khứa cắt rãnh nào. Nhớ cắt hết cả quả dưa nhé. Đặt nó vào một cái bát lớn với mắt giả và đổ nước ngọt vào. Và rồi, chúng ta có một bộ não trôi trong lọ. Chào con yêu. Uống nước ép não không? Thơm ngon quá ạ. Hy vọng các bạn đã thích video rùng rợn này. Hãy cho chúng tớ biết bạn đã chơi khăm bạn bè theo phong cách đáng sợ nào nhé. Nhớ đăng ký kênh của chúng tớ để không bỏ lỡ video xịn sò nào như thế này nhé.